khẩn cấp hai tài xế lái ô tô tông nhau tại thành phố Bà Rịa. Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai người điều khiển ô tô tông nhau ngay trung tâm thành phố Bà Rịa để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hai người bị khởi tố là Nguyễn Đình Kỳ, 41 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, điều khiển ô tô hiệu Lexus, và Phan Hoàng Bích Tiên, 32 tuổi, quê ở Đồng Nai, người điều khiển xe ô tô VinFast. Qua làm việc với công an, Tiên khai nhận mình là người điều khiển ô tô VinFast tông vào đuôi xe Lexus do Kỳ điều khiển tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Sau đó, anh Kỳ đã điều khiển ô tô của mình quay đầu lại rồi tông trực diện hai lần vào ô tô của chị Tiên trước khi bỏ đi. Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 11 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa xảy ra vụ việc ô tô hiệu VinFast và ô tô hiệu Lexus tấn công lẫn nhau dưới sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, giữa Kỳ và Tiên có quan hệ quen biết trước đó, vụ việc cả hai dùng ô tô tấn công nhau là do mâu thuẫn về tiền bạc.